À, xin chào các bạn mình là bác sĩ Quang, chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Thì hôm qua có một người à, à, tư vấn với mình á, là muốn đặt túi ngực nhưng mà bạn á, cũng muốn là có em bé trong tương lai gần có em bé thì bây giờ xin bác sĩ là cái lời khuyên là mình nên có em bé trước hay là mình đặt túi ngực trước. Rồi khi các bạn biết à, khi các bạn mang thai á, thì nó sẽ có nhiều sự thay đổi ở vòng 1 của các bạn. Vòng 1 của các bạn có thể kích thước á, nó có thể to ra nó có thể xuất hiện nhiều các cái tĩnh mạch màu xanh rồi cái quần vú nó cũng có thể bự ra rồi nó thay đổi màu sắc nó có thể bị đen rồi nó phát triển các cái tuyến tuyến sữa rồi sau khi mà các bạn cho con bú xong hết á thì cái ngực của các bạn nó lại thay đổi nó có thể bị dư da xa trễ rồi cái đầu ti của các bạn nó có thể bự ra nói chung là nó sẽ có rất là nhiều cái thay đổi cho nên tốt hơn á tốt nhất á nếu như các bạn chưa có con và có mong muốn là có con trong tương lai gần trong một cái thời gian gần thì các bạn nên có em bé trước đi lo cho gia đình trước đi có con trước đi rồi sau đó mới đặt cái ngực và khi đó đó các bạn là nếu như cái ngực của bạn có những cái xấu gì đó thì mình chỉnh sửa một lần luôn ví dụ như là cái quần vú sau khi mang thai cho con bú cái quần vú nó to quá hoặc là cái đầu ti nó bự quá thì mình khắc phục luôn một lần chứ còn bạn qua bạn tư vấn mình á thì bạn nói là bây giờ em rất là muốn đẹp nhưng mà trong tương lai gần cũng rất là muốn có con bây giờ thì có ông xã rồi nhưng mà vẫn muốn đẹp thì mình khuyên là bạn đó là nên có em bé trước đi có lo cho gia đình trước đi tại bây giờ đẹp hay xấu nó không quan trọng tại có gia đình rồi mà mà bây giờ con con cái thì nó quan trọng hơn cho nên là bây giờ cứ mang thai đi rồi cho con bú đi cái chuyện mà cho con bú nó cũng rất là quan trọng ha các bạn ha các bạn cần phải cho con bú ít nhất là 6 tháng đầu còn tốt hơn hết là khi nào các bạn còn sữa thì vẫn cho nó bú. Tại vì cái sữa mẹ rất tốt cho em bé, nó giúp cho em bé phát triển tốt, có sức đề kháng tốt các bạn ha.